Hello, vậy xin chào cả nhà mình nha. Bữa nay là ngày mùng 7 Tết nha cả nhà. Thì Nhân có xuống tiếp một anh khách hàng, cho nên là Nhân cũng quay lại luôn cú sinh cho cả nhà mình xem. Hồi nãy là khi trên Sài Gòn chạy xuống là cái đường ngoài tỉnh lộ 9, bây giờ là nó đã xong 100% rồi nha cả nhà, xong hết luôn rồi. Nhân chạy từ trên ngã ba dòng của Hóc Môn á, mà chạy xuống tới Phú Sinh luôn là 20 phút, chưa tới 20 phút là tới. Còn hồi trước là chạy là phải 30 hoặc 40 phút mới tới. Rồi hôm nay thì Nhân nói về cái thứ nhất là khu Phú Sinh mở rộng, và thứ hai là bên gần Phú Sinh, gần ngay chân cái cổng sau á, cổng sau của các tờ Phú Sinh mình á, thì có một cái dự án cũng đang triển khai, nhưng mà cái ngày làm thì cái ngày mà họ mở bán thì chưa có rõ nha cả nhà. Và cái dự án đó là của một chủ đầu tư khác chứ không phải là của các tường. Ví dụ như là về cái phần mà VA đó, chẳng hạn như cái dự án này, nói chẳng hạn như cái dự án đó thì lúc trước là khi mà họ bán là họ cũng PA là lấy cái tên Cát Tường Phú Sinh, cho nên là có nhiều khách hàng người ta cứ lầm tưởng, thì khi mà lúc mua rồi thì mới biết là không phải của Phú Sinh mà là của chủ đầu tư khác. Ví dụ như về cái phần mà Phú Sinh mở rộng á, thì sẽ mở về cái hướng bên đây. Và như trước mắt cái nhà mình thấy đó, cái quỹ đất bên đây là hầu như là cái quỹ đất sạch, là đã hầu như đã giải tỏa hết rồi. Thì khi mà chủ đầu tư Cát Tường họ bắt tay vào họ làm đó sẽ rất là nhanh. Chẳng hạn như bây giờ, hồi trước thì chẳng hạn như Phú Sinh của mình đó, là có một số cái căn nhà chẳng hạn đi, thì khi mà làm thì phải giải tỏa cái nhà đó, giải tỏa nhà thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian về cái giá cả, về thương lượng nữa. Nhiều khi cái chủ nhà người ta không chịu nữa, cho nên rất là rắc rối. Còn bây giờ như cái nhà mình thấy là cái đất đã trống hầu như là 100% rồi, thì bây giờ khi mà chủ đầu tư họ bắt tay vào họ làm là chỉ cần múc đất lên, bơm cát xuống và làm đường thôi, rất là dễ, rất là nhanh. Ở đây là những cái đường chờ nha cả nhà, đó là những cái đường chờ để mà mở rộng ra cái khu đó. Còn về cái vấn đề mà thời gian chính xác mở bán là hiện tại thì cũng chưa có, ở như đây cũng là đường chờ, thời gian chính xác là chưa có nha cả nhà. Chỉ là biết trong năm nay là sẽ mở bán thôi, tại vì năm nay là cái chiến lược của bên Cát Tường là khoảng 10.000 sản phẩm, 10.000 sản phẩm đất nền, nhà phố hoặc là biệt thự, thì cái con số phải nói là khá là kinh khủng. Rồi về cái Cát Tường Phú Sinh của mình á, cái phần mở rộng mà nếu mình tính 47 hecta, tính sơ sơ thôi là cũng khoảng trên 2.000 nền rồi. Rồi một số dự án ở Đồng Nai, rồi ở Đồng Xoài, Bình Phước. Nói chung là anh em cũng đã làm rất là nhiều video về cái phần mở rộng, nhưng mà chưa có ai có một cái thông tin chính thức, bởi vì bên chủ đầu tư họ chưa có đưa ra. Thì khi nào có là chắc chắn là một trong những anh em bên YouTube sẽ có cái thông tin để thông báo đến cho cả nhà mình. Ở đây hồi lúc trước nó là cái quỹ đất của một cái công viên, là cái tên là công viên sinh vật cảnh. Thì bây giờ là bên công ty cũng đang lắp đất, đang san lấp mặt bằng để tiến hành thi công luôn.
bây giờ Nhân sẽ chạy ra phía sau dự án và Nhân đi về lại Sài Gòn luôn. Thì Nhân quay cho cái chỗ mà cái dự án mới của một cái chủ đầu tư khác. Thì chủ đầu tư là Nhân đã biết tên rồi, nhưng mà về cái phần mà thông báo thì không tiện lắm, cho nên là Nhân sẽ không nói. Và Nhân chỉ nói về cái khu đó thôi nha cả nhà. Bây giờ là mình đang chạy ở trục chính TC5 và bên trái là lóc nhà M3. Bên cái nhà máy xử lý nước bây giờ là bên phía công ty cũng đã làm được khoảng 60% rồi. Giờ hiện tại là cái đường ở phía sau này là cái đường nó của nhà nước, mà khi nào làm thì mình Nhân không có nắm rõ lắm, tại vì bên nhà nước thì không thể nào biết được, chẳng hạn như làm trong công ty chủ đầu tư thì có thông báo mình biết, còn bên nhà nước thì không thể nào biết được nha cả nhà. Như cái đường này nếu như mình rẽ bên tay trái là mình sẽ chạy qua bên khu công nghiệp Đức Hòa 3. Nó thì như cái cống này trước là bên công ty làm nè cả nhà. Đó, thì bây giờ là cái con đường này là đường của nhà nước và được đổ đá rồi, nhưng mà bây giờ chạy thì sẽ rất là bụi. Và cái dự án mới như Nhân nói hồi nãy giờ đó cả nhà là nó nằm ở trong đây nè, nó nằm ở phía đằng kia là cái chỗ mà nó bụi mịt mù luôn. Nên tại đây đang thi công nha cả nhà, nên là bụi, rất là bụi. Còn ở có thể là cái phần này luôn, nó cột điện là người ta để sẵn rồi nè. Có thể là cái phần này luôn, nhưng mà không biết chính xác hay không, nhưng mà chính xác là đằng đó chỗ ta đang thi công. Đó thì chẳng hạn như bên Cát Tường Phú Sinh á, thì khi bên chủ đầu tư Cát Tường họ làm cái khu Cát Tường Phú Sinh, họ làm luôn, công ty làm luôn cái đường vào từ ngoài đường tỉnh lộ 9 đi vào tới trong dự án luôn thì rất là tuyệt vời. Còn ví dụ như bên đây mà chủ đầu tư này mà họ bỏ tiền ra để họ làm luôn cái con đường này thì càng tuyệt vời hơn nữa. Tức là mình từ ngoài tỉnh lộ 9 mình sẽ có hai con đường đi vào Cát Tường Phú Sinh, và khi mà con đường này làm xong thì cái giá trị đất đai nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà Nhân nghĩ nó sẽ rất là khó nha cả nhà, tại vì cái con đường này á là nó tính từ ở ngoài đường tỉnh lộ 9 mà đi vào đây á, thì nó xa hơn cái phía cổng chính bên Cát Tường Phú Sinh, thì chắc chắn một điều là cái chi phí của nó sẽ nhiều hơn, chi phí nhiều hơn các Cát Tường Phú Sinh rất là nhiều. Và với cái thời điểm hồi trước á, hồi 3-4 năm trước á, thì làm cái chi phí nó cũng rẻ. Còn bây giờ năm 2020 rồi, thì khi mà làm thì cái chi phí về cái vật liệu, về cái nhân công nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều lần. Cho nên mà để mà làm hết cái con đường này từ ngoài đó để chạy vào dự án thì Nhân nghĩ cũng sẽ rất là khó. Nhưng mà nếu như chủ đầu tư họ làm được là sẽ rất là tốt cho cả dự án bên đó và dự án ở bên Cát Tường Phú Sinh luôn. Cái con đường này là bây giờ là họ không biết nhà nước hay là doanh nghiệp, nhưng mà họ đổ đá mấy lần rồi mà đều đổ xong là hư. Tại vì đa số là những cái xe tải lớn á, hầu như luôn xe tải lớn để họ chạy vào cái những cái nhà máy xí nghiệp ở trong cái đường này, với lại đi qua bên khu công nghiệp Đức Hòa 3 rồi đó, cho nên là cái đường nó rất là xấu. Nhưng bây giờ Nhân chạy là cũng rất là dằn, mặc dù được đổ đá rất là nhiều lần rồi.
hồi trước là khi mà Cát Tường, công ty Cát Tường làm cái đường bên kia đó, là cái người dân họ rất là mừng, người dân mừng lắm. Rồi đài truyền hình Long An mình có về phỏng vấn những cái người dân mà sống bên hai cái trục đường để đi vào Cát Tường Phú Sinh đó. Thì hai cái trục đường đó là hồi trước là dân ở cũng ít thôi chứ không nhiều đâu, chỉ có khoảng chừng chục hộ dân. Nhưng mà cái đường nó xấu lắm, cái đường nó xấu hơn đường này bây giờ nữa, toàn là ổ voi không chứ không có ổ gà nữa, không phải ổ gà nữa nha. Đó, cái đường này hiện tại là do người ta đổ nước á cả nhà, người ta tưới nước để cho nó bớt bụi á, thì khi mà không có bụi thì nó xình lầy không. Rồi còn cái dự án mới á, thì theo cái thông tin mà nhân được nắm á, là cái giá bán bên đó thì nó rơi vào tầm khoảng 12 triệu. 12 triệu là thấp nhất nha các nhà, 12 triệu cho tới 15 triệu mét vuông, thì nó tùy theo cái vị trí thì cái giá nó sẽ khác nhau. Rồi khi nào mà bên chủ đầu tư bên kia họ làm và có một cái số thông tin gì đó thì nhân sẽ làm video mới để gửi đến cho cả nhà mình để cùng tham khảo nha. Rồi bây giờ thì nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau. Thì cả nhà mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh của nhân để có thể là theo dõi những cái tình hình về nhà đất, và cũng biết đâu là có một cái video nào đó mà có một căn nhà, một lô đất hoặc là một dự án nào mà nó phù hợp với cái tài chính của mình và cái vị trí mình yêu thích, thì lúc đó là cứ gọi cho nhân sẽ tư vấn hết mình những cái nhà mình luôn. Rồi, nhân xin chào và hẹn gặp lại video sau.